bạn quay lại với kênh Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay cái màn hình con iPad mini 5 nha các bạn. Con này khác xài rất sọc màn hình nha các bạn. Sọc màn hình. Khác xài rất sọc màn hình các bạn. Màn hình bể. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay màn hình con này. Mình thay màn hình con này trước tiên mình sẽ tắt máy nha các bạn. Mình tắt máy dưới rồi mình sẽ tháo màn hình ra. Màn hình này là màn hình nguyên bộ. Tại sao ta gọi nguyên bộ? Thường thường á, màn hình nó sẽ có chia nhau mặt kính với cảm ứng và màn hình riêng, gọi là mặt kính với cảm ứng màn hình riêng, còn cái này mặt kính cảm ứng màn hình nó dính với nhau, người ta gọi là màn hình nguyên bộ nha các bạn. Đó, giờ trước tiên thay mình sẽ tắt nguồn nha, tắt nguồn. Con này thay cũng dễ mà không có khó. Mình sẽ gọc xung quanh cái keo nó dán xung quanh thôi các bạn. Mình sẽ gọc xung quanh mình lấy màn hình ra thôi. Cũng không có khó khăn mấy. Mình gỡ màn hình ra nha các bạn. Mình đã tiến hành gỡ cái màn hình. Mình sẽ dặn hai ngóc này ra. Con ngóc này là để con nó có cái miếng siêu các bạn, để mình chụp cái chụp giữ cái màn hình lại với cháu pin lại các bạn, để tránh khi mình gỡ cái gì nó bị sứt lên các bạn. Mình sẽ tháo cháu pin nha các bạn nha. Rồi mình tháo cái cháu màn hình. Rồi mình tháo màn hình ra xong nha các bạn. Đây là màn hình mình có sẵn nè. Màn hình này bên mình đã nhập về, đã test rồi nha các bạn. Giờ mình chỉ cần vệ sinh mình gắn vô nữa là xong. Trước tiên mình sẽ vệ sinh mai sạch mấy cái này trước nha các bạn. Mình sẽ vệ sinh sạch xung quanh mấy cái này để mình dán keo nha các bạn. Mình không vệ sinh sạch thì mình dán lớp keo cũ vô nó dính không có cứng. Gớt nó bị cắn móp góc vô nè. Mình phải gọt cái góc này mình mới gắn cái màn hình sát được nha các bạn. Còn mình không gọt mình không gắn được cái màn hình sát. Mình gắn cái màn hình ốm mình thử nó bị cắn nên mình phải chỉnh cái góc nó lại đó các bạn. Mình đã gọt mà nó bị cắn, nó bị móp vô nè. Mình không gọt, mình gác màn hình vô, cái màn hình nó bị cắn lên, nó dễ bể. Để móp thịt vô. Rồi giờ sẽ tiến hành mình dán keo vô nha các bạn. Rồi dán keo xong rồi các bạn. Giờ sẽ tiến hành mình gỡ cái nút home các bạn. Gỡ cái nút home bên đây mình sẽ gắn qua cái màn bên đây. Nút home này các bạn gỡ cẩn thận nha, các bạn gỡ không kỹ có thể là điện mất chân tay nha các bạn. Câu này mất chân tay mà cắt không chịu là mình đền nguyên cái máy luôn. Home mà khi mà bị hư bị đứt rồi thì
nó sẽ không có đi chung, nó mình hai cái nút thân khác nó không có đồng bộ được với cái máy các bạn. Này nó dính cứng mà mình phải dùng miếng xăng các bạn, mình nhiễu cho nó mềm mềm keo dễ mình dễ gọt. Nút hơn không dám gỡ mạnh các bạn nha, mình gỡ nhẹ nhẹ, gỡ mạnh quá nó đứt cái nút hơn. Đem nút hơn mình gắn qua nha các bạn. Sẽ cố định cái nút hòm cho nó cứng lại luôn nha các bạn. Như khi mình nhấn nút hòm là xong rồi, phải kiểm tra nút hòm, mình nhấn coi nút hòm nó có bị thụng hay bị gì không. Nhấn là phải nghe kịch kịch nó mới im nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái màn hình vô, mình test sơ chức năng cái máy lại cái nữa rồi mình gắn luôn nha các bạn. Mình chưa màn hình này mình gắn là trước tiên mình phải tắt cái chấu pin ra trước. Bất kỳ cái điện thoại nào cũng vậy nha các bạn, iPad hoặc là điện thoại, mình muốn làm gì là mình phải tháo chấu pin trước, rồi mình làm mình để chấu pin dính trong cái men là mình khi mình gắn vô sẽ bị chạm, bị mất nguồn cái máy điện thoại luôn rồi. Giờ mình sẽ mở nguồn ra. Rồi mình sẽ test sơ cả, mình sẽ test cảm ứng lại trước nha các bạn. Cảm ứng là mình đã test là mình sẽ đè cái kênh cho cái mấy cái kênh nó rung rồi mình sẽ kéo cảm ứng được, mình kéo ra cái kênh nha các bạn. Khi mà mình kéo cái kênh mà nó bị gớt rồi cảm ứng nó bị lỗi, còn mình kéo cái kênh mà nó đi theo tay mình thường luôn là cảm ứng bình thường nha các bạn. Cảm ứng này mình test bình thường các bạn, đây mình test là cái đúng hơn cái nha. Ok, mình sẽ test cái camera nha các bạn. Camera ok nha các bạn. Mình test luôn cái ghi âm của camera nha các bạn. Alo 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 1 2 4 alo 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 alo. Mình chưa bật loa lên nè. Alo 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 1 2 4 alo 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 alo. 6 video. Hồi nãy là mình test cái mic ở đằng sau. Mà giờ mình sẽ test cái mic ở đằng trước nha các bạn. Alo alo 1 2 4 alo 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 alo. Alo alo 1 2 4 alo 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 alo. Các bạn biết sao mình phải test cái mic sau mic trước luôn không? Cái điện thoại cái iPad này á thì nó không có gọi điện thoại giống như là cái điện thoại, nhưng mà nó có là nói chuyện được bằng Zalo hoặc là Messenger các bạn. Khi mà bạn ở camera sau, bạn quay camera sau, bạn cho người nói chuyện mình nghe camera sau á, thì cái mic ở sau nó sẽ thu âm. Còn mình quay mặt lại mình nói chuyện để mình thấy cái mặt của mình á, thì cái mic ở dưới thu âm nó sẽ có hai cái mic, nên mình phải test hết hai cái mic đó để cho nó hoàn thiện, để khi về khách xài mà khách gọi không được thì ra phải tháo ra chỉnh lại tùm sùm đó các bạn. Nên mình test trước luôn, mình kỹ mình test trước luôn. Sau đó mình sẽ test luôn cái nút âm lượng nè. Đó, nút âm lượng bình thường luôn nghe các bạn. Rồi, thì cái máy này mình có nhiều chức năng thôi, camera nghe gọi mic, và mình test thêm wifi nữa. Mọi wifi nó ra đầy đủ luôn nha các bạn. Mình thử kết nối một cái wifi nha. Rồi, wifi kết nối được luôn nha bạn. Rồi, mình đã test xong cái máy rồi, giờ mình sẽ tiến hành dẫn ốc rồi gắn cái máy lại luôn nha bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình quên cái là mình sẽ test chân tay luôn. Máy khách này không có cài
nha bạn, vân tay nhận bình thường các bạn nha. Cái này mình không có cài luôn, mình test gì là biết cái vân tay nó bình thường rồi đó. Giờ mình quỷ đi. Giờ tắt màn hình để chuẩn bị mình gắp máy nè. Sẽ dán cái tem bảo hành nha các bạn. Bình thường mà máy mình sửa xong là mình sẽ có dán cái tem để mình biết là mình sửa gì, ngày tháng nó sửa gì, để mai mốt quay lại mình nhìn cái tem là mình biết. Vệ sinh sơ là cái giờ mình sẽ tiến hành gỡ keo mình dán màn hình vô là xong các bạn. Dạ các bạn, mình vừa hoàn thành xong cái quá trình thay cái màn hình của con iPad mini 5 nha các bạn. Thì trong quá trình mà các bạn xài mà vô tình máy của mình có rớt, bể, kính hoặc liền cảm ứng thì bên mình vẫn có thay, hoặc là màn hình bị sọc hoặc bể chảy mực thì bên mình có thay luôn nha các bạn. Nếu mà màn hình của mình bể kính hoặc liền cảm ứng thì giá sẽ rẻ hơn nha các bạn. Còn nếu mà nó bị hư màn hình luôn thì thay giá rất là cao. Cái máy này khắc xài rớt cong luôn bạn, mình chỉnh cái máy cho thẳng luôn đó, cho nãy nó vô nó cong vòng rồi. Tại nãy lúc mình chỉnh thì mình không có quay cho bạn xem. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ. Mình sẽ làm nhiều clip khác nó hay hơn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chào các bạn.